lên được nè các bạn. Còn anh đó nè, anh này mới nặng tội nè. Đó, còn là cao thủ đi móc lầy không nè. Anh này chuột rắc các bạn ơi. Anh thấy nãy giờ anh gầu quá. Rồi chiếc này là mắc lầy lâu chưa? Chiếc này mắc lầy lâu chưa? Năm công 50. Cái gì? Tháo ra hả? À, lôi cái dàn xới lên các bạn ơi. Chiếc này cái bánh sao lúc luôn à. Mắc cái bánh trước luôn rồi các bạn ơi. Lôi đi luôn. Đó. Chuẩn bị lên nha các bạn. Quá rồi. Ra lại buộc vô các bạn ơi. Con bên đây lúng nặng quá, mắc cái bánh trước à. Con này hai cầu 045D, 050. Đó. Giờ các bạn thấy nó chằng con dây xích luôn. Rồi. Chuẩn bị ra nha. Ê. Nhiều quá. Tới luôn nha các bạn, lôi cái dàn xới đi. Dướng rồi kìa. Lên rồi các bạn ơi. Ừ, ống rỉ, ống rỉ rồi lên này. Lên rồi đó, lên rồi. Đó, lên rồi. Hướng qua vòng đó lên luôn rồi đó. Bỏ cây ra lên rồi.
Có cây ra chạy lên luôn á anh. Sao cái chiếc trước này không chạy đi đậu đó hoài. Luôn nữa rồi. Thầy trò lặn lội sáng giờ. Nãy thấy con cô gắng chung bò bò lính ngển đó đó. Nó cũng dễ lên quá ha. Hồi đó giờ là không bị bể bánh lần nữa thôi. Lúng vậy luôn hả? Mà bể bánh luôn hả? Ừ, gì? Mà chút xíu là con này mình ổng lát, tao với ổng lát lên à. Dính ở dưới cái này cái quá. Mẹ chiếc ông này để vô cái này kéo mình đi tuốt.
một cặp lên đây đó nghe các bạn, đuổi đó. Trời đất luôn các bạn ơi. Trời các bạn, đắt quá. À, đẩy một cái như là xe cuốc mà, giống như xe cuốc mà đổ, múc đổ vậy ha. Tốc hành luôn ha, nếu mà đẩy dạ. Xe này cũng mấy trăm triệu á, nó đẩy nhổng cái bánh đầu luôn kìa. Cái dàn gào của nó mạnh quá ha, máy mạnh nữa, không ra khói luôn. Bán không? Bán cũng như mình vừa xài vừa bán luôn phải không? Làm chạy cho công ty đó, vừa bán công ty đó. Dạ hả?
nó đẩy cái lên lên lớp mặt trên cà thôi. Ở dưới cái bọng của nó có cái cây láp bự quá ha. Đó, dưới bầu diều á. Phải không?